Tôi là Hoa, cán bộ công tác tại Phòng Kỹ thuật Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương. Hôm nay cũng như mọi ngày là một ngày làm việc bận rộn của tôi. Ngoài giải quyết hồ sơ vụ việc, các tài liệu giám định phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, hướng dẫn giải quyết nhu cầu của người dân, như các cán bộ chiến sĩ khác, công việc trong lực lượng vũ trang là một công việc mang tính đặc thù cao. Làm việc trong môi trường kỷ luật, kỷ cương, một số bộ phận còn phải thường xuyên tiếp xúc với các thành phần tội phạm của xã hội. Đôi khi gặp rất nhiều vất vả, áp lực, khó khăn, ngay cả với những cán bộ là nữ như tôi. Nhưng chúng tôi vẫn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đôi lúc tận dụng được thời gian rảnh, tạm gác lại guồng quay công việc. Tôi cũng không quên dành thời gian cho bản thân mình để duy trì, hình thành những thói quen tốt, tích cực để nuôi dưỡng tâm hồn mình không bị khô khan và phát triển hoàn thiện con người mình hơn, đó chính là việc đọc sách. Trong quan điểm của tôi, xã hội ngày càng phát triển, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, khiến cho cách tiếp cận thông tin của con người ngày càng thay đổi. Tuy nhiên, sách và vai trò quan trọng của sách vẫn không thể nào thay thế được. Với tôi, mỗi một cuốn sách, ngoài chứa đựng những thông tin, những hiểu biết giúp con người kết nối với nền văn minh của nhân loại, hoặc có thể đem đến cho con người những câu chuyện nhân văn, giúp giáo dục và phát triển tính cách của con người, hướng con người đến cái đẹp và cái chân thiện mỹ. Tôi thường xuyên lên thư viện của cơ quan. Ở đây có rất nhiều loại sách, đa dạng các đầu sách, không chỉ sách chuyên môn phục vụ cho công việc mà còn có sách văn học, chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội. Các cán bộ chiến sĩ sẽ không chỉ được trau dồi chuyên môn trong công việc của mình mà còn có thêm hiểu biết về các vấn đề trong cuộc sống, trong con người. Ngoài những cuốn sách chứa đựng thông tin giúp nâng cao hiểu biết, nâng cao trình độ chuyên môn, thì những cuốn sách self-help mà thường xuyên giúp giáo dục và phát triển con người theo hướng tốt hơn, hướng chân thiện mỹ và nhân văn hơn, thì bản thân tôi nói riêng và những cán bộ chiến sĩ trong ngành lực lượng công an nói chung thường xuyên đọc những cuốn sách mang màu sắc và mang câu chuyện đặc trưng của lực lượng để hiểu hơn về chính công việc mình đang làm, về chính màu áo mình đang mang, để thêm yêu công việc, thêm gắn bó với nghề hơn. Đó là lý do hôm nay tôi muốn giới thiệu với các bạn cuốn tiểu thuyết mà tôi vô cùng yêu thích. Đó chính là cuốn Hoa Bay, tác giả Chu Thanh Hương, mang màu sắc đặc trưng của lực lượng. Nếu bạn là fan của tiểu thuyết, hay bạn rất thích những bộ phim như Cảnh sát hình sự, Chạm tay vào nỗi nhớ, thì không thể nào bỏ qua cuốn tiểu thuyết này. Hoa Bay, tác giả Chu Thanh Hương, nhà xuất bản Công an Nhân dân, xuất bản năm 2012, là tác phẩm đạt giải A cuộc thi viết tiểu thuyết, chuyện và đề tài Vì an ninh tổ quốc và bình yên cuộc sống. Tác phẩm đã được chuyển thể thành phim do diễn viên Phương Oanh đóng vai nhân vật chính. Cuốn sách kể về câu chuyện về một người con gái sơn nữ tên là Vương Thị Hoa. Từ một cô gái xinh đẹp, trong trẻo của miền Sơn Cước, mà cuộc đời đẩy cô từ khổ cực, gian truân, dày xéo của hủ tục xã hội đến mưu mô, tội ác của lũ buôn người. Cả một kiếp hổng nhan, cả một đời lạc lối. Từ lúc bị lừa gạt, dè bỉu bởi chính gia đình mình trong xã hội đầy hủ tục lạc hậu, cho đến lúc bị lừa bán sang bên kia biên giới, sống trong nhà chứa, ngày qua tháng lại, bị dày xéo về thể xác và tâm hồn. Sau nhiều năm lưu lạc nơi xứ người, Hoa tìm cách trở về quê hương và ôm mối hận với những kẻ đã sắp tâm âm mưu hãm hại mình hơn 15 năm về trước. Từ một cô gái yếu đuối bị cuộc đời văng tới mọi ngóc ngách của đau khổ, cô trở thành nhân tình và cánh tay phải của văn minh, lão trùm ma túy và buôn người qua biên giới trong thế giới ngầm. Cả hai lợi dụng nhau để thực hiện mục đích độc ác của riêng mình. 10 năm trước, Hoa gặp chàng thanh niên Phạm Luân, chàng cảnh sát đến thực tập tại địa phương, là người đã bảo vệ, yêu thương cô sơn nữ năm nào. Bị người ta bắt nạt chịu nhiều oan khuất, cũng là người duy nhất cô yêu. 10 năm sau, cô và anh hai đầu chiến tuyến. Hoàng Diệu Hoa, đối thủ đáng gờm cần vạch mặt trước pháp luật của Trung tá Luân, phó phòng cơ quan cảnh sát điều tra về trật tự an toàn xã hội, cũng chính là anh thanh niên cô yêu năm nào. Tình tiết gay cấn, éo le, hồi hộp, bất ngờ, xen lẫn xúc động và xót xa. Ngày lô hàng buôn người qua biên giới bị lực lượng công an phát hiện và vây bắt thành công, cũng là ngày Hoa ra tay giết Văn Minh khi hắn định cưỡng hiếp con gái của Phạm Luân. Cũng đồng thời kết thúc mối thù trong lòng mình hơn 15 năm qua.
cũng là ngày Hoan được biết tin đứa con gái tưởng đã chết của mình chính là Hoàng Mai đang được chính Phạm Luân và vợ nhận nuôi và chăm sóc, ngay từ khi nghe tin cô bị kẻ xấu bán sang bên kia biên giới. Ngày đó, cô gặp lại anh trên sườn núi. Trên cánh đồng hoa bổ công anh bay trong gió. Trước ngày ra pháp trường, Hoa được người con gái tưởng như sẽ không bao giờ nhận cô nấu cho cô một bát xôi thơm mùi lá và thầm gọi cô một tiếng mẹ. Để cuộc đời éo le, tội lỗi của cô không còn cô đơn nữa. Hoa bay, hoa bay, tìm chốn dừng chân, tìm nơi hạnh phúc. Hoa bay, hoa bay. Trong suốt hơn 500 trang sách, Chu Thanh Hương với tiểu thuyết Hoa Bay đã kể theo trình tự thời gian, tính đơn tuyến là bố cục chính. Hành động tiểu thuyết triển khai trên một tuyến nhưng không đơn điệu vì tính tiết được cài đặt chặt chẽ. Giọng kể say sưa nồng nhiệt, nhiều cảm xúc chân thực. Chu Thanh Hương đã đem đến cho khán giả một nỗi niềm sâu cảm cho những nỗi khổ vượt lên trên nghịch cảnh của một kiếp người. Đồng thời, mở ra trước mắt ta một hiện thực phong phú về một vùng đất trong đó con người, cả tốt, cả xấu đang phải đấu tranh gay gắt để tồn tại. Một bức tranh hiện thực đen tối mà trong đó lũ tội phạm buôn người, đặc biệt là phụ nữ ở miền biên giới. Qua đó, giúp ta cảm thấy trân trọng sự cao cả, thiêng liêng của công việc bảo vệ tổ quốc, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và bình yên của nhân dân. Khép lại cuốn sách khi tâm trạng có xúc động, bồi hồi, thương cảm, vừa sụt sùi nước mắt, vừa hòa tâm vào dòng cảm xúc của nhân vật, khiến tôi cảm thấy yêu thương, trân trọng công việc mình đang làm, trong chính màu áo mình đang mang. Ngoài giờ làm việc, không chỉ đọc những cuốn sách giúp nâng cao trình độ chuyên môn, hiểu biết về công việc mình đang làm. Trong thời gian rảnh, tôi cũng thường xuyên đa dạng các thể loại, các đầu sách khác nhau, để không những nâng cao kiến thức, hiểu biết, nuôi dưỡng tâm hồn, mà còn giáo dục, phát triển và hoàn thiện con người mình hơn. Ví dụ như sách self-help, sách kinh doanh đầu tư, các tác phẩm văn học kinh điển của Việt Nam và văn học nước ngoài. Bản thân tôi và toàn thể chúng ta hãy coi sách là một người bạn tinh thần, rèn luyện, giải trí, đọc sách, coi đọc sách là một thói quen tích cực, duy trì nó hàng ngày và thường xuyên để cho cuộc sống của chúng ta ngày càng tích cực, ý nghĩa và thú vị hơn.